Hôm qua tại huyện Nhân Trạch, ban giám khảo hội thi 4 chuyên ngành hậu cần quân chủng hải quân chấm thi tại Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật vùng 2 Hải quân. Chuẩn bị cho hội thi, Đảng ủy Chỉ huy Trung tâm đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch và hướng dẫn về công tác hậu cần và hội thi 4 chuyên ngành hậu cần cấp quân chủng năm 2022. Trung tâm chủ động hoàn thiện các kế hoạch, mẫu biểu, sổ sách đăng ký thống kê đúng quy định, củng cố doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đáp ứng tốt các tiêu chí của hội thi. Ban giám khảo đã tiến hành chấm thi 4 nội dung chuyên ngành hậu cần, xăng dầu, doanh trại, quân nhu, quân y của trung tâm, gồm hệ thống văn kiện, sổ sách các ngành, thực hành 5 kỹ thuật cấp cứu thương binh, xử trí các tình huống phòng chống cháy nổ, hệ thống doanh trại, doanh cụ, thực hành đào bếp hoàng cầm.